Thanh Như vui mừng gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Đến với chương trình Giải Mã Tri Kỷ, họ sẽ phát hiện ra mình đồng điệu ở chỗ nào, mình thích nhau ở chỗ nào, mình không hợp nhau chỗ nào. Qua chương trình này á, quý vị khán giả cũng có cơ hội để mà tìm hiểu thêm về những thần tượng của mình nha. Và ngay sau đây, khách mời đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là ca sĩ Will và diễn viên Duân Vũ. Xin chào Will và Duân Vũ, xin gửi lời chào đến khán giả của chương trình Giải Mã Tri Kỷ, và đặc biệt là chào các bạn khán giả đang xem, và chào chị Khánh Như. Chào Will. Chào Duân Vũ và chào Will. Hai cái tên nghe mệt quá nhưng mà không sao cả. Và điều đặc biệt Khánh Như cảm thấy rất là thú vị, bởi vì hai người bạn mới chia sẻ trong hậu trường với Như, đó là hai người bạn này rất thân với nhau mọi người ạ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem họ có thân với nhau hay không. Chúng ta hãy cùng đến với phần Xin Chào. Chào Will, chào Duân Vũ. Như cảm thấy rất là bất ngờ khi hai bạn đồng hành với nhau trong chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Hai người thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện rất là thân mật. Bây giờ mình hỏi thẳng luôn ha, hai người có tình cảm gì với nhau không? Không hề có tình cảm luôn. Chơi thân với một người bạn nào đấy, xong rồi bị người ta hiểu lầm là hai người yêu nhau, thì tự dưng mình cứ thấy cái điều đó nó rất là buồn cười, bởi vì mình không, nó không thể nào trở thành sự thật được. Will biết Duân Vũ là từ những bộ phim và những cái quảng cáo Duân Vũ đóng hồi xưa. Đương nhiên là đối với một người con trai thì khi thấy một cô bé mới đẹp xinh dễ thương thì mình mới thích quá. Thì mình nghĩ là không biết là có cái dịp nào mình được quay chung một sản phẩm gì đó với bé này không. Và đúng thật là không có sản phẩm nào quay chung luôn. Duyên số. Nhưng mà khi mà lúc mà về làm chung một quản lý á, thì thấy là bé này phù hợp là một người em, một người bạn. Không phải gu. Không phải gu. Mấy cái giọng mà vô vô cái lấn cấn là dội ra à. Quý vị biết không, Duân Vũ khi mà mới nhìn anh nhìn nàng thơ rất là yểu điệu, rất là kiểu mà nhẹ nhàng. Không phải đâu bạn ơi. Thật ra đi á, là có một lần á, là Will có Will một đám có tụ tập lại với nhau, kiểu quản lý này nọ, qua nhà Duân Vũ để ăn liên hoan gì đấy. Thì qua thì mình hơi bất ngờ. Ở nhà là Will một cái bàn dài nè, hai cái màn hình máy tính, một cái máy game thủ á, ngồi ba chơi một cái dứa. Ba cái máy hình chân á thì gác lên vậy nè. Ủa anh mới qua hả? Chơi đúng rồi, bánh tráng rồi đồ ăn rồi kiểu ngồi chơi game, mấy bạn game thủ á, ngồi sao là y chang ngồi vậy luôn. Em ngồi em cho hai chân lên ghế, em ngồi em chơi. Will á, Will thích hình ảnh kiểu mà nhẹ cá tính nhưng mà nhẹ nhàng đúng không? Đúng rồi. Thì đó, Như chứ ai. Ông nhưng mà nó trật về tuổi á. Lỡ như một ngày nào đó không còn người đàn ông nào, không còn cô gái nào xung quanh, thì hai người có quyết định là sẽ tìm hiểu nhau không? Nếu mà không còn gì thì bắt buộc Will Duân Vũ phải đến với nhau. Tại sao? Duy trì giống loài người. Là vì loài người. Vì loài người. Vì loài người. Ok, bây giờ mình bớt vĩ mô nó lại ha. Mình trở lại với thực tế đi. Chúng ta hãy cùng đến với phần thử thách. Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Giải Mã Tri Kỷ. Và Will ơi, Duân ơi, bây giờ mình sẽ có 10 câu hỏi. Nếu như hai bạn trả lời được 7 trên 10 trở lên thì hai bạn sẽ thắng. Dễ lắm luôn á. Rồi, câu hỏi số 1. Trong các bộ phim điện ảnh đã tham gia, vai diễn nào của Duân Vũ mà Will ấn tượng nhất? Xong chưa? Rồi, quay ra. Tiếp anh vẽ đường cho yêu chạy. Cái này là gì vậy? Khám năng rỡ. Tại vì cái phim này là phim đầu tay của em ra chính đúng không? Thì đấy, thì... nhưng mà biết là anh biết em đâu. Không, chính vì không biết nên khi mà người xem thì thấy cái sắc đẹp mình mới bị ấn tượng chứ. Anh biết em rồi, em đóng tháng năm được rỡ anh thấy bình thường lắm. Em ơi, được rồi Will, được rồi, cảm ơn Will. Rồi câu tiếp theo. Môn thể thao nào mà Will thích tập nhất? Dễ mà, cái này mèo cũng biết. Hình như em biết mà em quen mất rồi, từ cho em suy nghĩ với. Rồi, tiếp theo. Game tập đúng, tạ đúng, nha. Đúng được một cái. Không biết có tập không mà thấy ai cũng đồn là có đi tập hết trơn á. Có, xiên lắm cơ. Rồi, số 3. Điểm hẹn hò mà Will và Duân Vũ thường lui tới nhất? Nhà quản lý mập. Nhà chị quản lý. Tiếp theo. Will và Duân Vũ lần đầu gặp nhau ở đâu?
Đấy, em lại viết xong trước Will rồi. Dễ hả? Trong lúc chờ Will. Như vậy. Đây là phần thi bé tập tô màu. Gặp ở quán ăn cùng đạo diễn. Xin lỗi em vẽ con ốc nhưng mà... Em ơi! Em vẽ con ốc nhưng mà... Em ơi, rõ ràng đó không phải là con ốc nha Jun. Được quá. Rồi, lại sai rồi. MV đầu tiên khi Will bước ra solo tên gì? Phải cái MV gần đây không ta? Mở ra. Thôi chết rồi. Mở ra. Thôi sai rồi. Tận cùng. Sai rồi. Con bé thân tới mức nó chỉ nghe Will hát từ năm 2018 thôi. Không phải, em không biết nhưng mà điều này xác định rõ ràng là hai bạn mới thân nhau luôn á. Nghĩa là em đã xem cái MV đó rất nhiều lần rồi nhưng mà em xem hình. Trời ơi. Có MV mà nó coi hình tôi không biết đâu. Tiếp theo, trong phim 12 chậm sau, vẽ đường cho yêu chạy, vai diễn mi của Dương Vũ thuộc cung gì? Đó, cái phim mà thích người ta đó, ta thuộc cung gì? Nói thích cho đã, xong cung không tên nhớ nè. Chắc. Song tử là cung ngoài đời của em. Xong. À. Ủa, nó cũng xong nè. Song tử ngư. Song tử là cung ngoài đời, còn song ngư là cung trong phim đấy. Song ngư là hai con cá, song tử là hai chàng trai. Đó là hai một chàng trai một nhau. Cô gái. Một chàng trai, hai chàng trai mà. Một chàng trai một cô gái, đó là sinh đôi. Lên phường giải quyết. Ok, nhận sai. Câu hỏi số 7, trước khi đi ngủ Will làm gì? Không hiểu nhau mà người ta trước khi đi ngủ biết ta làm gì kinh khủng thiệt. Trả lời câu này đúng là mới kỳ nè. Nhưng mà không phải cho em. Video call. Một câu chuyện em nghe kể lại thôi chị ạ. Ủa, nghệ sĩ ai mà tối trước khi ngủ không thức này, đúng không? Không, nhưng cái điều này em phải công nhận. Tại vì cái lần mà em đi du lịch chung cả nhóm, mọi người phải biết là em chỉ mua quần áo thôi, nhưng mà Will mua cả một cái vali kem dưỡng và mặt nạ. Và em phải hỏi Will là mua kem dưỡng ở đâu thì tốt. Mình cũng có tuổi, nghệ sĩ make up nhiều, phải da sạch sẽ để nó trẻ hoài, bất tử, thần kẻ. Ai có nói gì đâu mà giải thích dữ đó. Vậy rồi thôi, mấy chứ mấy bé khán giả dù gì thì cũng sai rồi, không sao cả. Hai người mà khó không hiểu nhau cũng không sao cả. Rồi tiếp theo, Jun Vũ thích ăn sáng món gì? Bả còn biết bả thích ăn cái gì nữa mà. Không có cái niệm ăn sáng. Thôi anh sẽ ghi cái món mà em hay đem đi nhất. Thế thì đúng rồi đấy. Ừ. Rồi, quay ra. Hả? Buổi sáng làm gì có ai bánh tráng trộn. Ủa? Đúng là em thích bánh tráng trộn nhưng mà buổi sáng người ta không bán. Nhưng mà có bao giờ anh thấy em đi ăn sáng ăn nước đâu? Có, nhưng mà người ta không bán bánh tráng trộn buổi sáng. Đi du lịch Hàn Quốc hay là đi đâu Nhật á, trong vali cũng xách theo bánh tráng long an, nhưng bánh mà người tráng ta hỏi theo. Ăn sáng chứ không phải là em ăn cái gì nhiều nhất. Tiếp theo, Will tốt nghiệp ngành gì? Kết quả. Ủa cái gì vậy? Ủa anh nói với em nhất nhiều lần là anh học khoa công nghệ thông tin mà. Chắc em nhầm với chị Mizu. Anh Will nói là cùng trường thì em chỉ nhớ thế thôi. Cùng trường cấp 2 với Mizu. Trời, thú vị quá, cặp đôi này không hiểu nhau gì hết, vui quá. Một tài lẻ đặc biệt của Jun Vũ. Tài lẻ hả? Nãy anh vừa kể xong đó. Anh vừa... À, hy vọng là câu này đúng một nha. Một hả? Chết rồi, em ghi hai cái được không? Ừ. Chơi game. Đấy, đúng được một cái thôi. Ok. Quý vị sao ơi, ít quá vậy? Hai khách mời của chúng ta đã trả lời được 3 trên 10. 3 câu mà theo báo toán gọi là tam hợp. Tam hợp là xuất sắc lắm rồi. Rồi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần góc soi mói. Bây giờ vậy nè, thường á người ta mới quen nhau á người ta sẽ không có thuận với nhau. Vậy thì á với em á Jun, thì em thấy cái điều gì của anh chàng Will này làm cho em cảm thấy mắc mệt? Will nói khá là nhiều. Ví dụ như là cái hồi ngày hôm đấy em nhớ rõ là nguyên một đoàn đi máy bay đi chơi. Đi Hồng Kông, em với Will là ngồi ghế business và ngồi kế nhau. Thì em chỉ muốn lên đấy em ngủ thôi, tại vì là hôm trước em đi quay cả ngày rồi, em chỉ muốn ngủ, em mệt quá. Nhưng mà Will giống như là đang muốn tâm sự cái gì đấy. Nghĩa là em vừa đeo tai nghe lên em chuẩn bị ngủ rồi thì ê Jun, xong bắt đầu tâm sự một tràng. Em nghe em gật xong chắc là nói hết rồi. Xong đeo tai nghe vào nữa, lại kêu lần nữa. Nói chung là nguyên cái buổi đó là em ngủ là khoảng tầm nửa chuyến đi thôi. Cái tính đó thì hơi kỳ ha Will ha. Tại vì người ta ngủ đó Will. Muốn nói nhiều hãy liên hệ Ngô Kiến Quy với Khả Như nha. Hai con người không bao giờ biết ngủ, chỉ biết thức nói chuyện thôi. Đúng rồi, thức nói chuyện vui hơn. Tại vì Will á, lên máy bay á, ngủ máy bay rất bị mệt. Vậy nó sẽ bị đừ người, nó không có khỏe không, nên nhưng là mà... thôi gán thức thôi. Bây giờ anh xin lỗi tâm em chưa? Tâm sự chưa? Cũng được, nhưng mà lúc đấy em buồn ngủ thật. Bé nó dễ ngủ ha. Rồi.
Rồi tự nhiên cái hận ta luôn vậy đó. Rồi sao chương trình này có quý nhau hơn hay quý, không? Quý thương lắm, thương em lắm luôn. Đó. Vậy thì cái tính nào của cô nàng này làm cho Will cảm thấy không thể nào là người yêu? Tại tính Will đúng thật là Will thích cái mô típ người con gái dịu dàng, cho người đàn ông cảm giác thấy là mình có thể che chở và bảo bọc được. Là em men hơn anh. Lớn cấn nó dội ra. Thì giống như kiểu cái chuyện mà chơi game đi. Will thì chơi game, chơi chung với nhau thì ok. Nhưng mà khi mà thấy, ví dụ bạn gái mình mà mình về thì thấy ngồi chơi game suốt ngày trong máy tính y như một game thủ vậy đó, thì kiểu nó hơi bị dội dội ra một tí. Cái cá tính chuyên vụ thực ra ở ngoài nó cũng hơi khá là mạnh. Mình quen một người con gái như vậy về, hai đứa cãi lộn hay không? À đúng rồi, cãi lộn là banh. Ừ, thật không sự. Đứa nào nhịn đứa nào. Nhưng mà Jun bị một cái là anh để ý kỹ là Jun hay có một cái thói quen là khi mà có một vấn đề, có vấn đề á, Jun sẽ nó hơi bị lo lắng quá và hơi bị drama drama quá. Lên và giống như cái thời đó là Jun chuẩn bị làm với bạn quản lý của Will á, thì Jun cũng đắn đo lắm không biết là có nên làm hay không. Thì lúc đó là mình đã sử dụng cái nói nhiều của mình. Nhờ cái nói nhiều thông đấy mà em mới về chung nhà. Thông á, đã thông được tư tưởng để cho Jun Vũ có thể là làm việc được. Có nghĩa là thật ra thì cũng góp ý cho nhau, cũng giúp đỡ nhau. Và đó là lý do mà hai người quý nhau hơn. Là tại vì nhờ Will mà Jun quyết định có một cái bước ngoặt về trong sự nghiệp của mình, trong hành trình của mình, đúng không ạ? Chị Khả Như, tri kỷ của chị là ai? Tri kỷ của chị hả? Chị làm gì có tri kỷ? À chị có một vài người bạn mà khá là thân và có chuyện gì cũng có thể kể cho nhau nghe. Đó là Thanh Duy, Lê Hoài Trinh và một người bạn là Ngô Kiến Huy. Thường thì Huy với Mèo thì lại không có kể về chuyện buồn, chỉ kể những chuyện mà bức xúc hay gì đó là ê tôi kể cho mày nghe cái này là hoặc là Huy tôi kể cho mày nghe. Nói chung là như thế là cũng hơi giống. Tức là tránh những cái tiêu cực đi một tí. Đúng, hai người luôn cố gắng mang đến cho nhau những điều tích cực. Ví dụ như Huy thường Huy hay post những cái status cũng như kiểu mà hơi drama tí xíu, hơi buồn tí, thì Như sẽ nhắn tin nó ok đi, có chuyện gì được qua đi. Có nhiều người bạn không cần phải thân quá đâu, nhưng mà những người bạn, những nguồn năng lượng tích cực á, luôn rất cần trong cuộc sống. Và đến với chương trình thật sự thì không phải là chỉ chúng ta ngồi talk với nhau đâu, mà quý vị khán giả cũng có cơ hội để mà tìm hiểu những thần tượng của mình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần giao lưu với khán giả. Rồi xin mời em. Em chào anh chị ạ. Em có câu hỏi là em được biết là chị Jun Vũ được sống ở Thái từ nhỏ đúng không ạ? Thì em muốn chị hát một bài của anh Huy bằng tiếng Thái được không ạ? Thôi chết. Translate into Thai là... Translate thôi được rồi. Ôi chết rồi, nhưng mà lâu lắm không hát thì em không nhớ lời đâu. Tận cùng của nó, tận em cũng chế đại. Tận cùng của nỗi nhớ, em có biết là gì không? Sụt hồng khoam khít thân, thơ rú mây hư à rai. Bên... khó dịch quá, được câu đó rồi. Sụt từng khoảng khoan... thiết thơ, thơ khu mây khu rai. Welcome to bài anh Thọ. Tay xong, xong rồi. Cả thai, cả thi gì đó đúng không em? Cả thỉnh, cả thải, rồi khăn thầm mạch lời nà. Sai hả? Có thể nghĩa hả? Cái giọng Thái dễ thương chứ bộ ha. Và câu hỏi tiếp theo. Xin mời em có hỏi không ạ? Ủa em ơi, sao em ép ta vậy? Em thấy là bạn này rất là nhiệt tình. Bé nó giơ tay mà. Dạ em chào chị Khải Như, chào anh Will và chào chị Xuân Vũ ạ. Chào em. Em có một câu hỏi muốn hỏi anh Will là không biết là năm mới đến thì anh Will có những cái dự định mới gì cho việc kinh doanh cũng như là cái việc nghệ thuật của mình không ạ? Cảm ơn em. Như các bạn cũng biết, 2018 rồi thì Will đã cho ra mắt được 4 nhà hàng bán cua. Thì cũng có một vị khách tri kỷ đó là Khải Như. Lúc nào cũng góp mặt và góp tiền cho Will để mở quán thêm. Và đặc biệt là năm nay thì chắc là Will tính mở thêm một vài chi nhánh nữa, cũng như là cửa hàng thời trang của mình sẽ có thêm chi nhánh thứ hai. Wow. Còn việc ca hát thì đó là việc chính của mình nữa thì Tưởng bớt hát lại thì làm không vẫn hát vẫn hát hả? Mang tiếng ca, đem tiếng hát mà mang cua tới mọi nhà. Dùng tiếng hát mang cua tới mọi nhà. Rồi, dùng tiếng hát mang cua đến mọi nhà. Và về âm nhạc thì có lẽ là sau Tết thì Will sẽ cho ra mắt ca khúc Em Đang Làm Gì Đấy.
Em đang talk show. Em đang, đúng rồi. Em đang làm gì đấy của sĩ Thái Đinh. Thì đây sẽ là ca khúc mở màn cho năm 2019 của Will. Em thấy anh trả lời như vậy có được chưa? Sao bữa nay bạn hiền quá vậy? Cảm ơn em. Và câu hỏi tiếp theo xin mời những hàng ghế bên này ạ. Dạ, em chào anh chị ạ. Thì em thấy anh chị chơi với nhau khá lâu rồi và chưa có dự án nào hợp tác chung á. Thì sang năm mới thì anh chị có tính là có một cái dự án nào đó mình hợp tác với nhau không ạ? Có không? Có, mời đóng MV mà bé quản lý nó không cho. Chung một quản lý nhưng mà quản lý lại không cho, cho em đóng MV của Vũ. Sao vậy? Chuyên Vũ cũng đã tham gia nhiều vào các MV rồi. Và thực ra cũng đóng với lại bạn Chuyên Phạm trong công ty rồi. Mà thực ra thì mình đóng nữa thì đôi khi nó bị lấn cấn lại dội ra. Thí dụ như mà mình đóng thì kiểu hai anh em cũng thân rồi, chứ giờ đóng vô diễn ảnh tình cảm cái chắc buồn cười lắm. Mắc cười lắm, em mơ diễn được đâu. Chứ em diễn với Như thì được nè. Vô luôn, vô luôn. Như có năn nỉ Will là làm MV nhớ cho Như đóng, mà Như Will kiểu như cứ từ chối khéo gì đó, kiểu như không có muốn hợp tác thôi. Thì nhân tiện nha, năm sau hy vọng là cả Như sẽ góp mặt trong MV của Will. Oh, wow. Đóng vai một người gì? Không sao cả quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Cảm ơn và xin lỗi. Thực ra nếu mà để cảm ơn Chuyên Vũ á, thì đối với Will á, là suốt 8 năm làm nghề, mình chưa có một người em nào thật sự trong nghề cả. Mà bởi vì là đa số là toàn là người yêu với người em. Anh tình yêu của anh làm nhạc nha. Tại vì bản thân Will cũng không có em gái, nên là để gọi là em gái thật sự với một người anh trai á, thì chắc lẽ là Chuyên Vũ là đứa em gái đầu tiên trong nghề. Rất cảm ơn Chuyên Vũ vì đã tham gia vào chung với một quản lý với Van. Và nếu mà giữ được cái mối quan hệ này lâu dài thì có lẽ là nó cũng rất tốt, bởi vì thực ra là đối với người nghệ sĩ để có những người anh em trong nghề cũng rất là khó. Cảm ơn anh. Bạn mà ở trong showbiz thì thực sự là khó kiếm, tại vì nhiều khi bạn của mình lâu lâu cũng là đối thủ của mình, tại vì mình cùng là làm nghề trong showbiz thì đối thủ thì cạnh tranh lành mạnh. Ví dụ như là một cái show thì có thể nếu mà không dành cho mình thì có thể là dành cho bạn mình, thì lâu đôi khi nó không tránh khỏi những cái sự đố kỵ. Chính vì vậy mà tìm những cái người bạn trong showbiz mà không có sự đố kỵ với nhau hay là thực sự chân thành thì nó rất là khó. Nhờ là em về công ty với anh thì em mới là có gọi là một cái nhóm bạn chơi chung và có một cái người, một tiền bối để em hỏi những cái vấn đề mà liên quan tới trong showbiz, ví dụ như là những cái mà em chưa từng gặp bao giờ. Nói chuyện với anh Will và em tâm sự với anh Will thì em hiểu hơn và gọi là có người để chia sẻ. Một người anh trong showbiz. Có một lần là anh nhớ rất là rõ là lúc đấy là anh vừa biết em qua một anh đạo diễn là anh Vũ Ngọc Phượng. Thì ngày hôm đó đi chơi chung về thì đúng thật ngày hôm đó là anh rất có cảm tình với em, bởi vì đó là lần đầu tiên và anh chỉ thấy em trên phim thôi. Thì cũng mọi người hôm đấy cũng đưa đẩy kia là trời, Will trên Vũ này dễ thương đẹp nè, sao em không làm quen. Cái anh nghĩ ừ ha, sao mình không ừ ha cũng được, cũng dễ thương cũng hiền. Mà lúc đó gặp lúc đó là em cũng đang hơi lân lân say say, tại hôm đó là liên hoan, mọi người nói Will đưa Chuyên Vũ về đi. Tốt rồi. Nhưng mà sau mình nghĩ lại, lúc sau lại nghĩ lại, mình nói là thôi em không có làm vậy được, anh không làm vậy được. Sau đó anh định làm gì mà không làm vậy được? Anh không đưa em về được. Tại vì ở đó rất nhiều người mà anh lại đưa em về một mình nó thì kỳ. Thì anh mới kêu anh đạo diễn đó đi cùng, đưa Chuyên Vũ về. Lúc đó xong về, anh đạo diễn đó có hỏi anh là có thích Chuyên không? Anh kêu là chắc cũng có, tại lúc đó là mới mà, em vừa xuất hiện ở trong showbiz thôi. Thế thì anh cũng về anh suy nghĩ đắn đo rất là nhiều. Nhưng mà mình suy nghĩ mình hồi mình thấy bé này nó không hợp. Thực ra là mình cũng không hợp làm bạn trai bạn gái, mà chỉ hợp làm anh em bạn bè thôi. Thì thật sự là lúc đó là, đúng thật là nếu mà thực sự lúc đó mà anh tán tỉnh em thì chắc giờ này là mình sẽ không ngồi đây và kể tốt về nhau như thế này. Nghĩa là nó là cái duyên ấy. Thì những cái người mà đưa cho mình ra những cái lời mà khuyên mà thực sự chân thành và góp ý như thế thì không phải là lúc nào cũng có. Em có làm lỗi gì với anh không? Có, hơi nặng. Nghĩa là lúc đó là em cũng nghe mọi người kể về anh. Trong cái thời gian mà anh có khá là nhiều lùm xùm chuyện cá nhân thì là lúc đầu em cũng có nghĩ không có thiện cảm với anh, bởi vì nghe họ kể. Cho đến khi mà mình làm việc cùng nhau, em tìm hiểu anh qua cái tính cách của anh, qua những cái lúc mà mình làm việc chung hay là mình nói chuyện với nhau, thì em mới hiểu là thực ra thì nó không như những cái gì mà báo đài nói
hay là không như những cái mà người ta kể một chiều. Như vậy thì cái gì cũng có hai mặt của nó, và nghe cái chuyện người ta kể rồi thì cũng phải nghe cái việc mà cái chiều của anh nữa, xem là cái câu chuyện nó thực sự như thế nào. Thì lúc đó thì cũng hơi vội vàng phán xét một tí. Xin lỗi lúc đấy nghĩ xấu về anh. Bắt tay đi. Bắt tay. Ở hai vị trí này như lại cảm thấy được cái sự trải lòng. Có thể là hai bạn chưa có dịp để mà nói cho nhau những điều mà nãy giờ nói đâu. Ngay cả Như cũng biết là tất cả những mối quan hệ đối với em nghĩ á, là từ bạn bè, anh em, gia đình hay là vợ chồng hay là người yêu, cái mưu cầu duy nhất của mình là hạnh phúc, là vui vẻ. Nên là khi mà đến với nhau để có được cái niềm vui đó rất là khó, mà đặc biệt là đối với nghệ sĩ mình. Nên là em nghĩ là đây cũng là một cái kinh nghiệm nhỏ nhỏ của tụi em, để khi mà thấy là để tìm được một người thật sự như vậy nó không có dễ trong showbiz mình. Thật sự thì không chỉ riêng gì showbiz đâu, mà cả bên ngoài nữa, tất cả những mối quan hệ, để tìm được một người hiểu mình, một người có thể mà đồng hành với mình, một người có thể thông cảm cho mình nó rất là khó. Nhưng mà không phải là không có. Do đó hãy trân trọng tất cả những mối quan hệ xung quanh. Và cảm ơn Will và Dương Vũ đã đến với chương trình Giải Mã Tri Kỷ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và tất nhiên sẽ có một món quà của chương trình dành cho hai bạn. Hy vọng là hai cái ly này nó sẽ đồng hành với hai bạn trong những buổi họp của công ty. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với công ty Sen Vàng thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Xin chào và hẹn gặp lại. Lần đầu mình đưa cô về xong cô nói là mình nói nhà em ở đâu? Ở chỗ Cộng Hòa đó. À, đưa về. Tới Cộng Hòa là hỏi về nhà em ở đâu? Bên kia. Lên chút nữa tới ngã tư An Sương. Tới cho em. Bên kia. Bây giờ anh hỏi thiệt em luôn là nhà em bên kia biên giới luôn đúng không? Chứ bây giờ ở bên kia hoài không biết bên kia nào luôn á. Đó, thì cuối cùng là mới biết là nhà cổ là ở Hóc Môn. Màu son Thanh Hiền thích nhất. Cái màu gì bác cũng thích chứ biết cái màu gì. Anh vừa hát vừa nhai hết kẹo mới thôi. Trời đang giảm cân bác ăn kẹo ngọt nữa. Ồ. Có vườn có ba kinh tử năm nào tôi gian đôi chiếu bông từ dưới ghe lên xóm rầy chiếc áo dây sờn nắm tấm giọt mồ hôi nhà của cô sao thước dân tâm. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony, hay trên Google Play và App Store.